Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ ở các quốc gia phát triển, mà còn ở các quốc gia đang phát triển. Trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế số. Nắm bắt xu hướng đó, Tập đoàn VNPT Việt Nam tiên phong nghiên cứu phát triển và cho ra mắt giải pháp quản lý định danh và xác thực sinh trắc học VNPT BioID. VNPT BioID mong muốn mang đến những trải nghiệm mới trong hành trình doanh nghiệp khám phá và thấu hiểu khách hàng của mình, với nhiều ưu điểm vượt trội như công nghệ eKYC tự động bóc tách thông tin giấy tờ, xác thực thông tin khách hàng, có khả năng nhận diện ảnh dựa trên công nghệ Face 3D cho kết quả chính xác cao, chống phách ảnh chân dung, cho phép doanh nghiệp tổ chức lưu trữ và xử lý nhận dạng, so sánh hàng triệu mẫu sinh trắc học tốc độ cao, xác thực và định danh khách hàng dựa trên đặc điểm sinh trắc học một cách tự động và chính xác bằng công nghệ AI do VNPT trực tiếp nghiên cứu và phát triển, cho phép mở rộng linh hoạt, cho phép các ứng dụng kết nối tích hợp nhanh chóng thông qua API và SDK, hỗ trợ triển khai trên cả hai nền tảng OnCloud và OnPremise. VNPT BioID được nghiên cứu phát triển với các tính năng nổi trội nhằm đáp ứng hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Nhận diện và bóc tách thông tin giấy tờ, so khớp, nhận diện xác minh định danh khách hàng với giấy tờ tùy thân, số hóa dữ liệu vân tay, cung cấp dịch vụ định danh và xác thực sinh trắc học vân tay, dùng vân tay để xác minh, định danh người dùng, cung cấp giải pháp lưu trữ, xác thực sinh trắc học giọng nói, tư vấn tích hợp ứng dụng có bắt tự động, tổng đài ảo, tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi OTP xác minh giao dịch. Các tính năng dự kiến sẽ phát triển, mở rộng các sinh trắc học mới trong tương lai như sinh trắc học mống mắt, sinh trắc học bằng tĩnh mạch lòng bàn tay, hướng tới đưa VNPT BioID trở thành nền tảng iBIS hoàn chỉnh. VNPT BioID được thiết kế và phát triển dựa trên kiến trúc và các công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ OCR, công nghệ chống giả mạo Fraud Detection, kiến trúc Microservice, áp dụng các giải pháp công nghệ DevSecOps từng tiên tiến như Event Sourcing, CQAS, đảm bảo hiệu năng và tính ổn định của hệ thống, triển khai linh hoạt trên nhiều môi trường như ảo hóa, Docker Container, Server vật lý, Cloud Service, được phát triển và kiểm soát một cách nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn về an toàn bảo mật như TAP 10 OWASP, TAP 25 SEN. BioID có tính ứng dụng cao, có thể đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, VNPT BioID dễ dàng tích hợp ứng dụng hệ thống của ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, hỗ trợ trong các nghiệp vụ xác thực thông tin khách hàng mở tài khoản, mở số tiết kiệm hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán, giúp khách hàng thực hiện dịch vụ hoàn toàn online. Giải pháp VNPT BioID hỗ trợ các công ty fintech cung cấp tính năng xác thực định danh khách hàng từ xa mà vẫn có thể kiểm soát được chất lượng tín dụng. Trong lĩnh vực dịch vụ, giải pháp VNPT BioID cung cấp tính năng lưu trữ xử lý hàng triệu mẫu sinh trắc học tốc độ cao, giúp doanh nghiệp tự động nhận diện khách hàng VIP. Ngoài ra, với công nghệ sinh trắc học Voice Biometric, việc áp dụng Cobot vào chăm sóc khách hàng sẽ giúp hạn chế lãng phí về thời gian và nhân công cho các tổng đài dịch vụ. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, giải pháp giúp rút ngắn các thủ tục giao dịch mua bán nhờ công nghệ xác thực sinh trắc học, thay vì khách hàng phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch. Giờ đây khách hàng có thể dễ dàng tự mình thực hiện các thủ tục xác minh để có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán mua bán vận chuyển hàng hóa không dùng tiền mặt. VNPT BioID đã vinh dự đạt được danh hiệu giải thưởng sao khuê tỏa sáng năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam trao tặng. VNPT BioID được tạo ra với mong muốn phục vụ nhu cầu thiết yếu trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong tương lai gần sẽ tiến tới khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt các nước khối ASEAN. VNPT BioID tự hào là sản phẩm của người Việt nghiên cứu và phát triển, một sản phẩm Made in Việt Nam.